cho những người hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương và hạnh phúc cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Hạnh phúc cho những người luôn luôn sống hòa, được gọi con của Chúa Cha, và hạnh phúc cho những người sống bị bách hại, vì họ sẽ được làm dân nước Chúa. Giá vương mang ngày tháng, rồi đây dẫn tới vinh quang và đưa tới ngày tươi sáng. Hỡi những người khốn cùng, cuộc đời hãy sống kiên trung, vì những đau thương đời này sẽ được đền bù mãi sau. Kia ngày sống lại hạnh phúc với Ngài. Ngày đó Chúa sẽ đến cùng gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi cùng qua hôm nay, và ngày đó Chúa sẽ đến cùng gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm nay tương lai. Những người u sầu, cuộc đời quăng gánh lo âu, ngày tháng trên nơi trần thế, người ơi rũ bóng đam mê, người ơi chấp nhận hy tế. Hỡi những người u sầu, cuộc đời phúc đức ghi sâu, vì những gian nan đời này sẽ được trong thương mãi sau. Cuộc đời tin thành người sang phúc lầy. Ngày đó Chúa sẽ đến cùng gặp trăm nghìn lần những thiệt thòi buộc qua hôm nay, và ngày đó Chúa sẽ đến cùng gặp trăm nghìn lần. Xin kính mời cộng đoàn đứng lên. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng